Happy birthday các bạn sinh tháng 8. Hôm nay mình sẽ làm bánh kem không cần là nướng hay máy đánh trứng luôn nhé. Suy nghĩ một cách tích cực thì dịch Covid đã giúp mình chế ra được một số loại bánh mà chính bản thân mình cũng rất bất ngờ luôn á. Giống như chiếc bánh kem này thì mình sẽ dùng một bánh rán và rán thành những chiếc bánh nhỏ. Như mình đã nói ở clip trước thì các bạn chỉ cần để muỗng 90 độ là sẽ được bánh tròn đều nhé. Về phần kem thì mình sẽ dùng whipping cream đánh bằng tay. Theo kinh nghiệm của mình thì mọi người cứ đánh theo chiều dọc là sẽ rất nhanh bông luôn. Với lại loại bánh này cũng không cần đánh bông cứng, lý do thì tí mọi người sẽ biết nhé. Mình sẽ làm một chiếc bánh kem chảy nên dùng một cái khuôn tự chế làm từ giấy mica này. Đổ kem lên và thêm một chút bánh Oreo cho đậm vị. Vì phần kem whipping lúc nãy mình đánh không cho thêm đường nên ăn cùng với Oreo rất là vừa luôn. Và mọi người đã sẵn sàng chưa? Mình sẽ mở phần kem ra nha. Rồi đó, xem có tức không? Trời ơi, mình đánh kem bị lố mọi người, đánh bằng tay luôn á. Nhưng mà không sao, mình ngồi chờ xíu là nó sẽ chảy xuống thôi. Ban đầu mình nghĩ vị thì chắc cũng bình thường thôi, nhưng mà ăn một phát hết nửa cái luôn. Happy birthday, ok, bye bye.